Chào các bạn, mình là Tùng, Nguyễn Mạnh Tùng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ cây sản phẩm được bảo hành 3 tháng, một đổi một tất cả những linh kiện nối và vỏ cây là mới. Và bộ cây này hoàn toàn sử dụng cho văn phòng thoải mái, con gà mái, lướt web, tất cả xem phim không bị đơ, không bị giật gì cả. Và tôi cũng thiết kế để làm sao sau này các bạn khi mà nâng cấp thì hạn chế tối đa cái tình trạng nâng cấp không phải nâng nữa. Có nghĩa là với một cái chi phí nhỏ nhất các bạn bỏ ra, các bạn có thể sử dụng hoàn toàn trong vòng 2 năm nữa không sao cả. Sau đó các bạn vẫn có thể tận dụng lại một số thứ để các bạn nâng cấp lên đời cao hơn để cho hạn chế chi phí. Và đây tôi dùng một cái main gần như cao nhất của cái dòng sắc của cái dòng chipset, đó là G31, đó là Giga G31 SiC, main nhìn như mới này các bạn này. Và RAM tôi dùng đây sẽ là RAM 2 và mỗi 4GB, mỗi thanh 2GB. Cái dòng này bây giờ kiếm 4GB khá khó, nó ngang là thịt chó chấm muối, vì vậy kiếm nó rất khó. Tiếp theo là HDD, tôi dùng hàng ok, hàng xịn, là ổ cứng Samsung, thoải mái cho các bạn sử dụng sau này. Và tổng chi phí của một bộ cây này gồm đó là vỏ cây, nguồn 300W, vỏ cây thì mới, nguồn 300W. CPU thì tôi dùng đó là E8400, một dòng CPU gọi như là cao, khá cao của cái socket 11, socket 75 rồi. RAM tôi dùng 4GB, nguồn tôi dùng nguồn 300W và HDD tôi dùng là 250GB của Samsung. Một bộ cây này sẽ được bảo hành 3 tháng và có giá nó là 1.690.000. Các bạn có thể qua và trải nghiệm cái độ nhanh của bộ cây khi các bạn sử dụng những ứng dụng văn phòng hoặc các bạn chơi những game nhẹ. Hoặc tôi sẽ quay video cho các bạn lên YouTube, các bạn trải nghiệm nó. Ship code vui lòng đặt trước 10% giá trị của đơn hàng. Sau đó tiền sẽ được trừ vào đơn hàng và chúng ta sẽ giao dịch với nhau ok. Tổng một bộ cây có giá trị đó là 1.690.000. Sản phẩm toàn bộ được bảo hành đó là 3 tháng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn rất nhiều.